Chào mừng quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và quý bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng mọi người không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến phim khủng long thì không thể không nói đến thương hiệu Jurassic Park và ngày nay còn được biết đến với một cái tên khác là Jurassic World, tạm gọi là vũ trụ Jurassic. Bắt đầu từ tiểu thuyết gốc của tác giả Michael Crichton, qua tay đạo diễn Tay Ba Steven Spielberg cùng những đạo diễn khác, thì Jurassic Park đã trở thành một thương hiệu ăn khách toàn cầu, mỗi phim thu về hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đô, chưa kể vô số các sản phẩm ăn theo từ đồ chơi cho đến áo phông. Ở thương hiệu điện ảnh này thì người xem được chứng kiến sức mạnh của các loài khủng long cổ đại, tuy đã tuyệt chủng nhưng được hồi sinh thành công nhờ công nghệ di truyền viễn tưởng và một vài lỗ hổng của cốt truyện. Từ đó những T-Rex, Spinosaurus hay Giganotosaurus có cơ hội được thưởng thức món ăn mới, là giống linh trưởng đi hai chân mà có ưu điểm là rất ít lông lá. Chuyện khủng long hay các sinh vật tiền sử đáng sợ trong Jurassic Park và sau này là Jurassic World The Human đã là chuyện quá bình thường trong những bộ phim thuộc thương hiệu này. Nhưng chính cái cách mà các nhà làm phim tạo ra tình huống dẫn đến những pha đăng xuất đó mới là thứ khiến cho bộ phim thêm phần gay cấn và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người xem. Nạn nhân của chúng có thể là những kẻ phản diện đáng ghét, cũng có thể là những nhân vật gây ấn tượng tích cực với khán giả, và cũng có thể là những nhân vật không có vai trò gì quá lớn, nhưng đôi khi pha đăng xuất của họ lại để lại ấn tượng sâu sắc vì độ thê thảm của nó. Nói gì thì nói, kết thúc cuộc đời của mình trong hàm răng sắc nhọn của một con quái vật tiền sử là một kết cục đau đớn mà bạn sẽ không muốn trải qua chút nào. Sau đây, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV điểm qua 10 pha kết thúc thảm nhất trong miệng các quái vật tiền sử qua 6 phần phim điện ảnh đa chiếu của Jurassic Park và Jurassic World. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Người mở cửa lồng đầu phim Jurassic Park 1993. Đạo diễn Steven Spielberg cùng các cộng sự không hề giấu giếm ý định biến Jurassic Park thành bộ phim gieo rắc nỗi sợ hãi cho người xem khi ngay trong cảnh đầu phim đã có người phải lên bảng đếm số dù đó chỉ là một nhân vật vô danh. Bầu không khí càng trở nên đặc quánh hơn khi mọi thứ chỉ úp úp mở mở và không có gì thật sự rõ ràng. Nghệ thuật chuyển đổi góc nhìn từ con quái vật bên trong lồng đến những người bên ngoài lồng càng khiến cho trí tưởng tượng của người xem bay xa hơn. Ban đầu, mọi thứ có vẻ trong tầm kiểm soát, nhưng chỉ một phút bất cẩn, người nhân viên mở cửa lồng rơi xuống và lọt vào tầm với của con quái vật đang bị nhốt trong lồng, rồi từ từ, anh ta bị xé toạc cho đến chết. Không hề có máu hay ruột gan phèo phổi, nhưng nỗi kinh hoàng của những người khác đã báo trước một sức mạnh bất khả kiểm soát, một tương lai bất ổn cho Jurassic Park. Đội thợ săn của Ingenz, The Lost World Jurassic Park năm 1997. Một trong những vai trò của các nhân vật con người trong vũ trụ Jurassic đó là đưa ra những quyết định ngu ngốc để đem khủng long có cơ hội tỏa sáng. Trong The Lost World hay còn gọi là Jurassic 2 công chiếu vào năm 1997, chúng ta chứng kiến một đội thợ săn trang bị súng ống đầy đủ tiến vào một cánh đồng cỏ cao ngang ngực người ở nơi tối tăm mà không hề mảy may nghĩ rằng lũ Velociraptor đã mai phục sẵn ở đó từ bao giờ. Bất chấp lời cảnh báo từ một người trong đoàn, tất cả vẫn tiếp tục chuyến đi ngu ngốc đó, để rồi từng người một bị lũ Raptor từ trong đám cỏ cao đột ngột xông ra xử đẹp. Đến khi họ nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Điều đáng sợ hơn là lũ Raptor không cho đội thợ săn có cơ hội bắn ra một phát súng nào cả, hoặc nếu có thì cũng quá ít để chúng ta có thể nghe được. Đội lặn trong Jurassic World Fallen Kingdom năm 2018. Thalassophobia, hội chứng sợ biển, là một nỗi ám ảnh có thật và phổ biến ở nhiều người. Không chỉ sợ biển sâu, những người mắc hội chứng này còn tưởng tượng ra kịch bản đáng sợ về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước, những quái vật khổng lồ có thể ngoi lên từ dưới biển sâu và nuốt chửng mình. Jurassic World Fallen Kingdom đã khiến cho nỗi sợ này cụ thể hơn một chút, mang hình hài của một con Mosasaurus. Thứ tưởng tượng mang đang ở dưới đáy biển sâu vài chục đến vài trăm mét, xung quanh ngắn lặng như tờ, chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng máy móc của chiếc tàu ngầm mà bạn ngồi trong rè rè chạy. Bỗng từ phía sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, từ từ mở cái hàm siêu bự của nó ra. Toàn bộ chiếc tàu ngầm nằm gọn trong cái miệng đầy răng đó và bụp, mọi thứ tắt ngúm. Hãy hy vọng răng méo của bạn đã nổ tung vì áp suất dưới đáy sâu của đại dương trước khi bạn cảm nhận những cái răng của con quái vật cắm vào người mình. Nhân vật Nick trong Jurassic World 2015. Như đã nói, vũ trụ Jurassic, tạm gọi như vậy, là nơi người ta đua nhau đưa ra những quyết định ngu ngốc. Và trong Jurassic World, phần đầu tiên trong trilogy thứ 2 của vũ trụ Jurassic, chúng ta chứng kiến một trong những quyết định ngu ngốc nhất lịch sử mở đầu cho chuỗi thảm họa của phim.
Đó là khi Owen cùng với hai nhân viên nữa quyết định chui vào nơi nhốt con Indominus Rex sau khi thấy vết cào trên tường mà không hề kiểm tra tín hiệu định vị. Kết quả là một nhân viên bị đớp sống trong chuồng, trong khi Owen và anh chàng béo tên Nick thoát được ra ngoài, nhưng cũng chính họ đã tạo điều kiện để con Rex phá được chuồng. Cả hai tìm cách ẩn thân sau những chiếc xe ở gần đó. Owen may mắn hơn một chút, có lẽ là vì nhân vật chính chứng kiến cảnh con quái vật đánh hơi ra Nick và tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó đớp và nuốt chửng anh ta, ngay khi anh ta đang còn sống và dãy giụa. Donald General trong Jurassic Park năm 1993. Sự hào hứng của tiến sĩ Allen cùng các khán giả khi nghe John Hammond nhắc tới T-Rex càng cao bao nhiêu, thì sự hồi hộp lo sợ khi chứng kiến lần đầu tiên con quái vật này xuất hiện lại càng lớn bấy nhiêu. Tiếng bước chân, những rung động trong ly nước mà nó tạo ra, cùng bóng hình khổng lồ từ từ hiện ra trong màn mưa dày đặc. Những ai từng xem có lẽ sẽ không thể nào quên được những khung hình ấy. Không có nhiều lựa chọn cho một con người trong tình huống đó, và nhân vật gã luật sư Donald General đã chọn cách bỏ chạy đến nơi ẩn nấp gần nhất, để lại hai đứa trẻ bơ vơ ở trong xe. Chúng ta có thể không tiếc thương gì gã vì sự hèn nhát này, nhưng hãy tưởng tượng nỗi sợ mà bạn phải đối mặt khi chỗ ẩn nấp của mình bị phơi bày trước một cô máy ăn thịt người di động. Udesky trong Jurassic Park 3 năm 2001. Trong Jurassic Park 3, Udesky là một thành viên của đoàn giải cứu của bé Eric Kirby. Thậm chí đáng lẽ ông còn không tham gia chuyến đi này nếu như một thành viên khác không bị bệnh đúng ngày. Trong quá trình ban đầu của cuộc tìm kiếm, dù không phải là một lính đánh thuê như vợ chồng Kirby kỳ vọng, Udesky tỏ rõ mình là một người thận trọng, biết tiến biết lùi. Tuy nhiên sự thận trọng đó cũng không cứu vãn được tình hình hỗn loạn của đoàn giải cứu, với Udesky bị tách khỏi cả nhóm trước khi bị bao vây bởi lũ raptor. Chúng xé toạc một cái chân của người đàn ông này ra, trước khi một con cắm móng vuốt vào cuộc sống của ông để làm ông bị liệt gần như hoàn toàn. Tiếng hét tuyệt vọng của Udesky đều được nghe bởi các thành viên còn lại. Chưa hết, sau đó thì Udesky lúc này đã bị liệt và thoi thóp, còn bị lũ raptor sử dụng như một mồi nhử để nhử các thành viên khác. Không thể chấp nhận mất thêm người, họ đã bất lực nhìn Udesky bị lũ raptor giết chết ngay trước mắt mình. Ben Hildebrand, Jurassic Park 3 năm 2001. Ben là chồng sau của Amanda Kirby, mẹ của cậu bé Eric Kirby. Trong nỗ lực gia tăng mối gắn kết với con trai riêng của vợ, Ben đã dẫn cậu tham gia một chuyến đi dù lượn gần hòn đảo Isla Sorna, nơi từng đặt cơ sở nghiên cứu của InChains nhằm phục vụ cho Jurassic Park trên đảo Isla Nublar. Tuy nhiên chuyến đi có kết thúc không hề tốt đẹp. Cả hai sau khi lượn ra khỏi đám mây mù thì nhận ra có thứ gì đó đã tấn công chiếc thuyền máy nối với dù lượn của họ và giết chết mọi người ở trên đó. Không ai điều khiển, chiếc thuyền đâm vào đá gần bờ biển của hòn đảo và Ben cùng Eric buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Không ai rõ điều gì đã xảy ra với Ben, ngoài trừ việc Eric đã trốn thoát và sống sót được sau cú hạ cánh. Chỉ biết rằng khi tìm thấy chiếc dù lượn thì đoàn giải cứu đã tìm thấy bộ xương của Ben trong tình trạng bị phân hủy nặng và đã mất cặp chân. Thứ gì đó đã tấn công Ben và ăn sống anh ta khi anh ta còn đang bị mắc kẹt trong dù lượn. Eddie Carr trong The Lost World, Jurassic Park năm 1997. Ở Yên Gặp Lành, câu nói này chưa chắc đúng trên những bộ phim kinh dị, nhất là khi bạn là một nhân vật phụ. Eddie Carr trong The Lost World, Jurassic Park năm 1997 là một chuyên gia về máy móc của InChains và cũng là một người hết sức dũng cảm và thông minh. Khi Ian Malcolm, Sarah Harding và Nick Van Owen bị hai con T-Rex tấn công trong chiếc xe RV, Eddie đã không do dự mà hành động ngay để giải cứu những người kia. Tuy nhiên hành động của Eddie đã khiến lũ T-Rex chú ý và ngồi trong xe, Eddie biết những thời khắc cuối cùng của mình sắp đến. Nhưng người đàn ông này vẫn không hề ngừng nỗ lực cứu người của mình lại cho đến khi bị hai con T-Rex lôi ra khỏi xe rồi bị xé toạc thành hai mảnh. Dennis Nedry, Jurassic Park năm 1993. Dù đây là một nhân vật phản diện trong phần phim khởi đầu của vũ trụ Jurassic, nhưng điều đó không làm cho cái chết của Dennis Nedry bớt phần khiếp đảm với những người xem. Nó cũng chứng minh rằng những con quái vật dù nhỏ cũng có thể đáng sợ không kém những cái hàm lớn đầy răng. Nedry ban đầu còn cười nhạo con khủng long bé nhỏ trước mặt mình, đã ngay lập tức hiểu thế nào là biển xanh lại mặn khi bị phun chất độc vào người. Cố gắng thoát thân bằng cách chui vào trong xe, cái IT biến chất cũng không ngờ rằng đã có một vị khách không mời khác chui vào từ trước nó. Một gã phi nô đã trúng độc đối đầu với một con khủng long ăn thịt trong chiếc xe chật hẹp. Hỏi cần nói bạn cũng biết kết cục kinh hoàng mà gã phải chịu. Zara, Jurassic World năm 2015. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi thiên vị những cô gái đẹp nên Zara mới có vị trí này. Nhưng quả thực thì cái chết của Zara là điều tồi tệ nhất mà các nhà làm phim có thể nghĩ ra cho một nhân vật trong vũ trụ Jurassic. Là trợ lý của Claire, một quản lý cấp cao của công viên chủ đề Jurassic World,
Chúng ta dễ có ấn tượng bởi vẻ trẻ trung và xinh đẹp của cô gái này. Nhưng cái kết cho cô thì lại quá tàn nhẫn. Trong sự hỗn loạn của công viên khi lũ khủng long sổng chuồng, cô gái trẻ bị lũ rực long cắp lên trời, tung qua tung lại vài vòng rồi nhấn nước trong nỗi kinh hoàng trước khi dấu chấm hết cho cuộc đời của cô được đặt trong miệng của con Mosasaurus khổng lồ. Nếu có may mắn gì trong chuyện này thì đó là cô không cô đơn khi có con rực long đi cùng. Vâng, vừa rồi là 10 pha năng suất thê thảm và đáng sợ nhất vũ trụ Jurassic Park. Dù đồng ý hay không đồng ý với danh sách này, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận nha. Và nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật các video mới trong tương lai của Mê Khủng Long TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh.